Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình nha. Vào ngày 14 tháng 8 mình có một cái video hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 30.000 đô token ODZ này bạn, và 10.000 token Matic các bạn chạy trên mạng Polygon Matic Testnet. Thì video này mình sẽ cập nhật cái dự án này phần 2 nha các bạn. Thì để tham gia sự kiện này thì các bạn cũng truy cập vào phần link sự kiện của nó các bạn, phần link minimum với phần link mô tả với mình, hoặc là các bạn vào truy cập vào cái phần link testnet mình có để phần link mô tả cho các bạn. Thì các bạn copy cái link testnet này các bạn, đây mình yêu cầu visa nha các bạn, này mình đi vào phần 2, đi vào testnet phần 2 nữa các bạn. Rồi phan các bạn, rồi các bạn sao chép lên các bạn. Rồi sau đó thì các bạn mở trình duyệt chiếc chocolate của mình ra nha các bạn. Ơi, mở trình duyệt cái MetaMask của mình ra, các bạn dán vào người ta, các bạn dán vào đi app hoặc là cái gì đó để mình kết nối với MetaMask của mình. Các bạn kết nối với địa chỉ MetaMask của mình các bạn, sau khi kết nối xong thì các bạn qua cái trang của nó này các bạn, thì các bạn sẽ thấy được trên đây là các bạn Polygon Testnet nha các bạn. Thì sau đó các bạn lướt xuống nữa các bạn. Ok, các bạn lướt lên chứ, các bạn bấm vào mục này nè các bạn, mục đầu tiên nè các bạn, Elite of Fun. Ôi, lộn rồi các bạn. Rồi, sau khi các bạn connect với mạng Polygon Matic xong thì các bạn lướt xuống nè các bạn. Các bạn lướt xuống một cuối cùng này nè, các bạn sẽ gặp được một cái chữ từ khóa là Reset Testnet Account nè các bạn. Thì các bạn bấm vào một USDT nha các bạn, hoặc là USDT rồi bạn bấm vào Reset Forecast nè các bạn. Rồi bạn bấm vào một ODD Set, bấm Reset và cao nè các bạn. Rồi sau đó thì các bạn nó sẽ gửi về cho bạn mà để mình nhận lại cái các bạn reset nè. Rồi mình đã gì mình đã nhận rồi nên các bạn, nên nó sẽ mình không nhận được nữa các bạn. Sau một tuần lễ sau mình mới vào nhận được token ODZ set này miễn phí nha các bạn. Mình sẽ nhận được 2.000 token USDC nè, và 100 token ODZ set nè, và 0.2 token Matic các bạn. Để mình qua mình bắt up qua cái trang mạng Matic Mainnet của mình thử các bạn. Còn mình nhận sau khi các bạn bấm vào đó reset thì các bạn chịu việc bắt up về cái mạng, cái địa chỉ MetaMask của bạn, các bạn bấm vào một thêm thôi các bạn, thì các bạn sẽ nhận được tất cả token này các bạn. Hiện tại token USDT này mình chưa có nhận được nha các bạn. Rồi sau khi nhận được thì mình hướng dẫn các bạn đi vào Mainnet nha các bạn, hay đi vào testnet nha các bạn. Vậy là sau khi các bạn có phí này nọ đồ USDT hoặc là token ODZZ này thì mình đi vào cái phần testnet của nó nha các bạn. Thì các bạn bấm vào ba gạch cùng nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào một SF Fund. Cái này như chơi Binance nếp xanh nha các bạn. Rồi, ở đây có một khay và bull, cái nào không biết tăng và xuống. Chắc khay là tăng, bull là giảm quá các bạn. Thì cái này rất là đơn giản thôi các bạn. Thì các bạn chọn nha các bạn. Hiện tại giá của DT là giảm Bitcoin nè. Bitcoin còn 4.6 nữa ta. Rồi các bạn bấm vào mục khay đi các bạn. Cái này các bạn như là chơi Binance nếp xanh như thế các bạn. Để mình nhấp vào mục này. Rồi các bạn chọn, mình chọn tăng nha các bạn. Hiện tại 4.6.8. Rồi các bạn chọn giá nha các bạn. Mình chọn tăng đi các bạn. Mình sẽ chọn tăng Brightium. Rồi cái này dạng testnet các bạn nên chọn đại được bạn. Các bạn chọn xuống Bitcoin được bạn. Cái này mình thì thường thường là chơi Binance nếp xanh trên Winfinex hoặc là những cái sàn giao dịch 60 giây các bạn. Còn cái này mình cũng không có rảnh hung. Rồi các bạn chọn Max Slot. Cái tăng cho nhiều nhiều đi các bạn. Rồi các bạn bấm vào Free Tool Chain nha các bạn. Rồi các bạn bấm Chain nè. Chain USDC Balance. Nhấn tá. Không được các bạn ơi. Các bạn bấm Cool Cool đi đây. Chọn mưu. Rồi bấm View Chain. Rồi trên đây mình có đủ phí chain các bạn. Cái này chain như lại lỗ, là lỗ các bạn. Nếu mà cái đồng ETH nó lên thì mình lãi, còn nó sụp thì mình lỗ các bạn. Thì theo các bạn chọn nha các bạn. Mình thì chọn tăng.
sau khi bạn bấm vào confirm các bạn vào mở địa chỉ MetaMask của mình các bạn tốn xác nhận tốn một chút phí gas các bạn, rồi bạn xác nhận rồi đó, sau đó các bạn bấm một verify cái nữa các bạn, rồi các bạn bấm buy, buy là bán người ta, buy là xác nhận. Cái này các mình cũng không có, lần đầu tiên mình đi vào cái thị trường này nên mình mình thử test net bằng này, dù được không được thôi các bạn đừng chém gió mình à. Rồi sau khi bạn verify xong thì các bạn cái này nó tăng giảm trong vòng một ngày các bạn, trong vòng 20 giờ đồng hồ các bạn. Hay này mình cũng không có, thôi bỏ đi. Giờ mình quay qua một test net nữa các bạn. Hello đi. Rồi bấm qua ba gạch cùng nào bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn một này là tạo liquidity nè, tạo thành khoản cho nó nè. Và các bạn vào một staking các bạn. Rồi, ở đây thì các bạn có cái đồng ODCC thì bạn bấm mắt các bạn. Các bạn bấm vào một chấp nhận điều khoản nè, bạn sẽ tách hết luôn. Các sẽ tách có ODCC và ODCC nè các bạn. Các bạn bắt up về trang MetaMask của mình xác nhận các bạn. Rồi tất cả bạn bấm setup nha các bạn. Ok, mình đã setup được 100.000 token ODCC nè. Sau này thì nó về đây cơ, nó sẽ sinh cả lãi cho các bạn, claim về nha các bạn. Này mình setup thành công rồi. Rồi sau đó các bạn bấm vào ba gạch cùng nè các bạn. Các bạn tạo thành khoản nha các bạn. ODCC domain chain. Chain có copy chain. Để vào là liquidity các bạn, mình tạo thành khoản cho nó các bạn. Rồi chọn mắt em đi khen tầm đây một ngày sao mà USDT của mình hết rồi ta. À USDT của mình đã chạy đi nữa chưa các bạn. Rồi bạn bấm vô ba bán gạch cùng đi. Vì mình đã buy sell buy nền đất xanh hết rồi. Rồi các bạn nhấp vào cái mục staking này rồi nè. Select trading nè các bạn. Này là gì ta? À cái này là copy chain các bạn ơi. Cái này có các bạn có thể copy chain chạy theo chuyên gia nghe ta các bạn. Đây thì mình chọn cái dòng đầu tiên đi, copy chain nè. Rồi các bạn bấm vào copy nha các bạn. Rồi các bạn bấm chay nè. Rồi các bạn bấm vào verify nè. Rồi buy. Rồi bấm vào buy nha các bạn. Sau đó các bạn mở địa chỉ MetaMask của tất cả bạn ra nè. Rồi các bạn bấm xác nhận quyền. Xác nhận quyền các bạn. Ủa đi xem còn mà. Rồi sau đó các bạn trở về cái này đi. Rồi như vậy mình đã copy chain thành công theo chuyên gia các bạn. Thì chuyên gia chay lãi thì mình có lời, còn chuyên gia chay lỗ thì mình lỗ theo các bạn. Rồi tiếp tục này chay theo chuyên gia rồi mà. Ở cái này là copy chain. Rồi tiếp tục thì các bạn nhập cho ba gánh cùng để level này là gì ta, cái này là thứ hạng. Rồi ODDZ thôi vậy các bạn vào tự tìm hiểu nữa các bạn. Đây thì mình hướng dẫn các bạn đến đây cũng kết thúc các bạn vì hơi cũng hơi khó quá. Đây mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình. Vì mình bận chay quá mình không có thời gian tìm hiểu dự án này, thiệt là hấp dẫn chứ. Vì chào tạm biệt các bạn nha.